Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì sáng nay bên em có về được hai cái loại lan đó, và thứ nhất là lan Bạch Hỏa Hoàng và thứ hai là lan Ngân Xuân, hay có nơi còn gọi là Đai Châu hoặc là Ngọc Điểm. Thì đầu tiên là em xin giới thiệu với mọi người trước là lan Bạch Hỏa Hoàng nhé. Bạch Hỏa Hoàng này thì có nguồn gốc xuất xứ là từ vùng rừng Măng Đen thuộc tỉnh Kon Tum. Thì ở Kon Tum thì Bạch Hỏa Hoàng thì thường được tìm thấy ở hai cái khu vực rừng chính, là thứ nhất là khu vực rừng Măng Đen thuộc huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum nè. Thứ hai là vùng rừng Tumarong thuộc huyện Tumarong tỉnh Kon Tum. Thì cái đặc điểm của cái lan Bạch Hỏa Hoàng thì cái thân của nó khá là tròn và nhỏ. Đó, cây, những cái cây nhỏ như vậy là đã đạt tới cái độ trưởng thành rồi nha mọi người, thì chỉ chờ ra hoa thôi. Thì hoa của Bạch Hỏa Hoàng rất là dễ thương, có ba cái màu sắc chủ đạo trên bông hoa, đó là màu đúng như cái tên gọi nha thôi mọi người, Bạch Hỏa Hoàng, tức là màu trắng nè, màu đỏ nè, màu vàng đó. Thì cánh trắng, hồng đỏ, lưỡi vàng, rất là dễ thương luôn. Cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hoa cũng rất là to. Hoa Bạch Hỏa Hoàng thì thường nó nở vào cái dịp tầm đầu xuân Tết nha mọi người, tức là từ tầm tháng 1 tới tháng 4 đó, nó cứ nở lai rai á. Nếu mọi người trồng một giò Bạch Hỏa Hoàng trong vườn nhà thì hoa nó cứ nở lai rai xuyên suốt cả mùa Tết luôn. Rồi Bạch Hỏa Hoàng thì mọi người về có thể ghép vào gỗ lũa nha, thằng này thì khá là ưa gỗ lũa. Trong phần thì nói chung một phần cũng được cỡ tầm chắc cũng 20 dề đó mọi người. Đó, có cả những cái khúc nguyên bản nhỏ nhỏ em để luôn nè. Nói chung trong phần nào cũng có một hai gốc nguyên bản. Đó, còn lại là hàng rời nha. Thì các phần này em cũng chia đều như nhau rồi, và giá của mỗi phần là 250.000 cho một phần Bạch Hỏa Hoàng nha mọi người. Về nói chung mọi người từng đây mọi người về ghép hai hồ ghép làm giống nha. 250.000 cho một phần Bạch Hỏa Hoàng của Kon Tum, hàng mới từ rừng về luôn, có một số cây còn hơi ẩm luôn á, mọi người nhìn rất là xanh tươi nha. Rồi giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người, phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Hôm nay thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần Bạch Hỏa Hoàng này thôi. Tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người, đó là lan này gọi là Đai Châu nha mọi người. Ở đây thì người ta thường gọi Ngân Xuân, hoặc có một số nơi thì gọi là Ngọc Điểm. Ngân Xuân là một trong số những cái loại lan cho hoa nở vào dịp Tết nha mọi người. Cái dòng Ngân Xuân này thì khá là hiếm. Cái hàng Lào, hàng Campuchia thì trên thị trường này hiện nay rất là nhiều. Tuy nhiên là để có những cái về Ngân Xuân, cái vùng rừng Cờ Bang của tỉnh Gia Lai này cũng rất là hiếm. Hôm nay thì về được 1, 2, 3, 4, 5 về đó, và em báo giá luôn, mỗi về là giá 200.000 nha mọi người, 200.000 cho một về như vậy. Thì có tổng cộng 5 về đó. Đây hàng chuẩn rừng Cờ Bang tỉnh Gia Lai. Thì các bác các anh chị thích sưu tầm cái về Ngân Xuân này về làm giống trong vườn nhà thì có thể đăng ký đặt mua nha. Đó, hàng mới từ rừng về rất là tươi, rất là đẹp luôn. Rồi các bác anh chị mua thì chỉ cần nhắn tin hoặc liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Thì em sẽ quay sơ qua từng dề nha. Tất cả các dề này thì đều đủ khả năng ra hoa rồi. Thì mọi người về chỉ việc chăm và chờ tới Tết này là có hoa chơi nha. Đây, dề thứ nhất đây, rất đẹp. Dề thứ hai đây, to. Dề thứ ba đây, dề thứ tư này, dề thứ năm, năm đây thì có một kiểu một mẹ bông con, tới hai dề luôn. Mỗi dề là 200.000 nha mọi người. Thì ở Tây Nguyên á, thì Ngân Xuân nó phân bố chủ yếu ở hai cái khu vực rừng của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk nha mọi người. Thì thường thì Đắk Lắk thì hay nổi tiếng với khu vực rừng Buôn Đôn. Còn Gia Lai thì cái khu vực rừng mà thường hay có Ngân Xuân thì nó là cái khu vực rừng Cờ Bang với cái khu vực rừng Phú Bổn. Rồi thì hàng cái Ngân Xuân này thì về mọi người có thể ghép gỗ lũa hoặc là trồng vào chậu than vỏ thông lớn nha. Loại này rất dễ trồng, dễ chăm sóc thôi. Và em đếm lại là 1, 2, 3, 4, 5 dề, có 5 dề thôi nhé mọi người. Mỗi dề là giá 200.000. Rồi và bên đây là Bạch Hỏa Hoàng cứ 250.000 một phần. Các bác anh chị có nhu cầu mua loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip và lan tiếp theo ạ.